Phần ăn nóng cho người nghèo quanh Little Sài Gòn Fountain Valley, California, nguyện vọng. Lệnh đóng cửa tại California từ ngày 18 tháng 3 thì ngày 20. Chúng tôi bắt đầu cung cấp thức ăn nóng miễn phí cho những người khó khăn quanh Little Sài Gòn rồi, anh Việt Phạm, đồng chủ nhân nhà hàng The Recess Room ở Fountain Valley, nói với Nhật báo Người Việt. Đến nay, anh Việt cùng mẹ là bà Trang Huỳnh, chủ tiệm ăn chay Body Chi ở Huntington Beach, đã phân phát trên 10,000 phần ăn nóng cho bất cứ ai cần. Mẹ làm thức ăn chay, con lo các món mặn để làm được việc này, hai mẹ con anh Việt phải nhờ mọi người trong gia đình giúp một tay. Vì dịch Covid-19, tôi để nhiều nhân viên ở nhà nên phải nhờ tất cả bà con, cô bác, chú thím ra phụ giúp trong bếp, anh Việt nói. Vì mọi người đều tập trung tại nhà hàng nên tôi phải đưa mấy đứa con còn nhỏ, 1-3 tuổi, 1-5 tuổi ra đây ngồi chơi vì ở nhà không ai coi chừng mấy cháu. Mỗi chủ nhật, hai mẹ con anh Việt hoàn tất khoảng 700 phần ăn. The Recess Room chuyên nấu thức ăn mặn, Body Chi chuyên nấu món chay và phần ăn họ cung cấp có mặn, có chay, tùy theo tuần. Anh Việt thêm, chay hay mặn, chúng tôi đều thay đổi liên tục để người ăn không ngán. Các món chay bà Trang làm là bún mắm Thái, cơm bì chả, cơm kho thập cẩm và các món mặn của anh Việt là cơm với gà rô ti, xá xíu, rau xào thập cẩm, gà nướng, cà tím kho gà bà Trang nói. Tôi biết rất nhiều người không quen ăn chay nên những món tôi làm đều ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng không khác chi món mặn hết. Xe nối nhau chờ nhận thức ăn. Người nhận phải ghi danh trước để tránh quá nhiều người đến một lúc. Hình, Phan Tấn Kiều cung cấp, thức ăn phải bồi bổ tinh thần, tuy nhiên tâm nguyện của họ không chỉ là cung cấp chất bổ mà thôi. Chúng tôi muốn những món ăn này không những làm no bụng người ta mà còn cung cấp tình thương cũng như sự quan tâm để làm ấm lòng và bồi bổ tinh thần cho mọi người, anh Việt tâm sự. Tinh thần có vui vẻ thì người ta mới trở nên người hữu ích cho xã hội được. Anh thêm, chúng tôi muốn khi nhận được thức ăn, người ta cảm nhận được tình thương mà chúng tôi gửi gắm và gói ghém trong đó và hiểu rằng chúng tôi coi họ như người trong gia đình. Bà Trang cũng đồng ý với quan niệm đó của con mình, con người đâu phải chỉ cần no bụng mà thôi. Họ cần tình cảm, họ cần sự săn sóc chân thành nữa. Anh Việt Trần, thứ hai, trái, và các thiện nguyện viên trẻ. Hình, đằng giao người Việt, đó chính là ý nghĩa của những phần ăn được phát ra từ nhà hàng The Recess Room. Đây chính là sự ân cần chia sẻ chứ không là bố thí. Lúc đầu, bà Trang và anh Việt phải trang trải mọi thứ để có những bữa ăn nóng miễn phí. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc làm của mẹ con được một số cơ sở thương mại ủng hộ. Nhờ họ chúng tôi mới có thể cho thêm vài món nữa kèm theo bữa ăn như chip da cá, trái cây, nước ngọt, nước dừa hay khẩu trang, găng tay, vớ, mì gói. Có gì thì thêm đó thôi, anh Việt nói. Để việc phân phát thức ăn ngay trước cửa The Recess Room hoặc giao tận nhà cho những cao niên hay được nhanh chóng, anh Việt đã kêu gọi sự giúp đỡ của những thiện nguyện viên thuộc hội Moving Forward. Việt kè anh Việt cho biết, những thiện nguyện viên này giao thức ăn tận nơi. Họ rất tôn trọng người nhận thức ăn, nhất là của Moving Forward hay Việt kè. Họ biết làm người nhận thức ăn cảm nhận được tình thương qua sự ân cần và thành thực. Đa số những người được nhận thức ăn tại nhà thuộc tuổi cao niên, không thể lái xe hoặc bị tâm thần. Có những người không có nhà, phải ở góc đường hay công viên. Chúng tôi cũng ráng tìm tới họ để giao thức ăn cho họ. Bà Trang kể, nờ cần giao thức ăn tận xe. Hình, Phan Tấn Kiều cung cấp, tưởng cũng cần nói rõ. Bà Trang và anh Việt muốn chia sẻ với tất cả những người thuộc mọi lứa tuổi cần bữa ăn nóng chứ không chỉ riêng cho người cao niên hay có vấn đề thần kinh. Chúng tôi chào đón mọi người, không phân biệt tuổi tác hay tình trạng tài chính, anh Việt nói. Từ người già không có con cái săn sóc tới học sinh không có tiền ăn trưa tới những người thất nghiệp. Ai muốn đến cũng được, anh Việt nói. Ngoài việc phân phát trước cửa tiệm The Recess Room và giao tận nhà, hai mẹ con anh Việt còn tham gia đóng góp trong nhiều dịp khác như tại phía trước Thương xá Phước Lộc Thọ hôm 30 tháng 4, tại các nhà thờ, tại những nơi đông người vô gia cư hay tại rất nhiều địa điểm khác quanh Orange County. Đây không phải là lần đầu bà Trang làm việc từ thiện. Năm 2016, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng phái đoàn đến Westminster khánh thành chùa Điều Ngự, bà đã cúng dường từ 7 đến 8.000 phần ăn trong 2 tuần lễ. Không ngừng khi dịch Covid-19 qua, một điều đặc biệt hơn nữa là hai mẹ con anh Việt không chỉ muốn giúp đỡ người cần thiết trong thời gian này, lúc cộng đồng đang bị ảnh hưởng Covid-19 mà thôi. Chúng tôi muốn tiếp tục làm hoài chương trình này vì nhu cầu cần được giúp đỡ của những người thiếu thốn sẽ không bao giờ chấm dứt, anh Việt cho biết. Thiện nguyện viên gồm đủ mọi sắc tộc. Hình, Phan Tấn Kiều cung cấp, dĩ nhiên đa số người nhận thức ăn nóng của bà Trang và anh Việt là gốc Việt, nhưng không ít người thuộc sắc dân khác cũng được quan tâm. Anh Việt biết khả năng tài chính của hai mẹ con mình có hạn, nhưng cả hai người cùng muốn kéo dài chương trình này. Anh nói,
Chúng tôi chỉ được sự ủng hộ của những vị mạnh thường quân có lòng tốt muốn chia sẻ tình thương cho những người thiếu kém. Muốn ghi danh nhận thức ăn vào Facebook của Vietcare để điền đơn rồi được hướng dẫn những bước kế tiếp. Ha ha ha,